Để nhớ nhá, đi ra ngoài đường là phải full combo như thế này nha. Là Chloe đây và welcome mọi người đã quay trở lại với channel của Chloe. Yeah. Và khi mà mình ấn cái máy quay này thì mình đã nhận được một cái tin không vui lắm. Đấy chính là dịch Covid đã quay trở lại rồi và chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Tết. Thế nhưng mà chúng ta lại nhận được một cái tin hơi buồn xíu xíu như thế này. Và một cái buồn hơn đối với Chloe, đấy chính là quê hương của Chloe lại là nơi mà bị bùng phát dịch Covid. Thế nên là có thể trong Tết năm nay thì Chloe sẽ không được trở về quê ăn Tết mà phải ăn Tết ở trên Hà Nội. Thế nhưng mà không sao, chúng ta sẽ vẫn giữ cái tinh thần lạc quan nhất để có thể là chiến thắng được cái con Covid này nha. Mặc dù phải ở nhà rất là nhiều, hơi chán một chút, thế nhưng đây cũng là một cái khoảng thời gian tuyệt vời để các bạn có thể là làm đẹp cho bản thân hơn. Nhất là những cái bạn nào mà đang khao khát có một nước da trắng ngần thì các bạn cũng có thể lợi dụng cái khoảng thời gian này. Và Chloe rất hiểu tâm lý của các bạn là nhiều bạn muốn làn da của mình nó thật là trắng sáng tự nhiên, phải thật là đẹp. Và các bạn cũng đang ra sức là dưỡng trắng da, làm thế nào để cho da của mình nó đẹp hơn, trắng hơn đúng không? Thế nhưng mà rất là nhiều bạn cũng không hiểu vì sao là trong khi là mình dưỡng da như vậy, rất là đầu tư vào việc dưỡng da, thế nhưng mà da nó không hề bật tông lên một chút nào. Và thậm chí có một số bạn là khi mà dưỡng da sai cách thì da của mình nó còn trở nên là đen hơn hoặc là bị bắt nắng hơn nữa. Thế nên cái video ngày hôm nay Chloe sẽ chỉ cho các bạn 4 cái lỗi sai kinh điển mà các bạn thường gặp trong cái việc là dưỡng trắng da cho bản thân mình nha. Cái sai lầm đầu tiên khi mà các bạn dưỡng trắng da đấy chính là các bạn không chống nắng cho da. Dù các bạn có dưỡng 7749 những cái loại kem dưỡng đắt tiền, thế nhưng mà khi các bạn không bảo vệ da, không có chống nắng cho da thì coi như là các bạn đã bỏ cái số tiền đấy đổ sông đổ bể luôn và nó không hề có một cái tác dụng gì cả. Và thậm chí là đối với một số bạn khi mà dùng cái vitamin C để dưỡng trắng, sau đó thì các bạn không bảo vệ da thì cái việc là các bạn bị bắt nắng nó sẽ cao hơn nhiều so với khi mà các bạn không dùng vitamin C nha. Thế nên các bạn cực kỳ chú ý. Và trong cái mục là không chống nắng thì chúng ta sẽ có một số cái nguyên nhân nhỏ. Đầu tiên đấy chính là các bạn không bôi kem chống nắng rồi nhá. Cái thứ hai là các bạn có bôi kem chống nắng nhưng các bạn thoa một cách rất là sơ sài. Nói chung là khi mà mình đã dùng kem chống nắng và mình chỉ xoa một chút xíu lên trên mặt thì coi như là cái việc mà các bạn chống nắng thì nó không có hiệu quả. Các bạn lưu ý khi mà mình dùng kem chống nắng thì mình đừng tiết kiệm quá và thoa thật là đều trên toàn cơ thể. Tiếp theo là các bạn chỉ dùng cái kem chống nắng cho mặt thôi mà các bạn quên mất cái body của mình. Thế là nhiều bà mặt trắng bệch xong rồi tay chân thì đen thùi lùi, xấu lắm. Thật sự khi mà mình dưỡng trắng thì hãy đừng quên body nhé, phải dưỡng trắng cả người và bôi kem chống nắng cả người, ok? Hiện tại thì có rất là nhiều những cái loại kem chống nắng khác nhau, mức giá từ thấp đến cao cho mọi người lựa chọn đúng không? Và mình cũng có những cái loại kem chống nắng mà mình cực kỳ yêu thích. Đây chính là kem chống nắng của Anessa. Thật ra thì đây không phải là kem chống nắng mà đây là gel chống nắng mọi người ạ. Tại sao Chloe lại thích sử dụng Anessa? Và những ai mà xem Chloe nhiều thì thấy là Anessa xuất hiện với tần suất khá là nhiều trên kênh của mình. Nói chung là dùng rất là nhiều những cái loại kem chống nắng khác rồi, thế nhưng vẫn quay trở lại với Anessa. Mình thích cái em này đầu tiên bởi vì cái chỉ số chống nắng của em này cao. Cái SPF của em này là 50+ và PA là 4+ cơ. Thế nên là cái chỉ số chống nắng của nó thì là rất là ok và phù hợp với cái làn da của chúng ta. Tiếp theo là cái gel chống nắng này ấy, thì nó kết cấu của nó rất là mỏng nhẹ, đây cho mọi người coi nha. Nếu mà các bạn nào đã sử dụng Anessa rồi thì các bạn có công nhận với mình một điều, đấy chính là nó thấm vào da rất là nhanh và hoàn toàn không có gây kiểu bít tắc lỗ chân lông ấy. Bởi vì nếu mà những cái kem chống nắng mà nó làm cho da của chúng ta bí ấy và nó bít tắc lỗ chân lông thì nó sẽ gây mụn. Còn em này thì hoàn toàn là thấm nhanh vào da và hoàn toàn là không gây bít tắc lỗ chân lông. Cái loại này thì nó sẽ hơi nâng tông một xíu. Có những cái kem chống nắng nó nâng tông quá mà khi mà các bạn bôi lên thì những cái rãnh này, rãnh mũi hay là rãnh môi nó sẽ kiểu hiện lên những cái vân trắng trắng ấy, trông rất là xấu. Nhưng mà em này thì nâng nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng thôi và không có gây là bị nứt da cho các bạn nhé. Sau một thời gian mà sử dụng Anessa thì mình cảm nhận là Anessa chống thấm nước rất là tốt. Và đối với cái dạng gel này thì hơi hay bôi kiểu thay luôn một cái lớp lót trang điểm ấy thì mình thấy nó cũng khá là ok ấy, mọi người ạ. Thì em này tất nhiên rồi, bất cứ một cái sản phẩm nào thì nó cũng có một cái nhược điểm nhất định. Đấy chính là em này có cồn nha mọi người. Thế nên là những cái bạn nào mà da kiểu nhạy cảm ấy thì mọi người cũng có thể là cân nhắc trước khi dùng. Còn nếu mà các bạn không thể sử dụng được cái sản phẩm có cồn thì các bạn cũng có thể là tham khảo cái dòng khác của Anessa thì hoàn toàn là không có cồn và thích hợp cho những cái làn da nhạy cảm nhá. Nhưng mà cái loại này thì mình sẽ chỉ sử dụng riêng cho mặt thôi. Thật ra là các bạn có thể sử dụng cho cả body nhưng mà tôi quá lười
lời khủng khiếp để có thể là bôi cái này cho cả cái body của mình, xong kiểu bôi bôi thoa thoa ấy, thì cũng khá là mệt. Thì với những cái nàng lười mà không muốn kiểu bôi kem chống nắng cho toàn body ấy, thì các bạn cũng có thể là xịt. Đấy, có cả dạng xịt như thế này thì thôi dùng luôn cái loại này để xịt toàn thân. Cái độ chống nắng của cái em Anessa xịt này thì cũng không kém cạnh gì so với cái em gel này cả. Nói chung là khi mà mình dùng cái này mình cảm thấy là rất là tiết kiệm thời gian. Cho nên là những bà nào mà kiểu lười biếng quá thì các bà có thể xịt toàn thân, xịt từ đầu tới chân cho mình, không sót một chỗ nào nha. Và có một cái phát hiện rất là thú vị của tôi với cái em Anessa này, đấy chính là khi mà mình đi tắm biển ấy, mà có cát ấy, các bạn xịt cái này vào thì cái cát nó sẽ dính ít chân da của mình hơn nhiều. Thử mà xem, đảm bảo đấy. Và cái loại này nó có một ưu điểm nữa, đấy chính là các bạn reapply nó rất là dễ. Khi nào mà cảm giác là mình đã hoạt động liên tục ngoài trời quá lâu thì các bạn có thể là lấy cái chai này ra và xịt lên trên người, cũng khá là ok lắm mọi người, rất là nhanh gọn nhẹ. Tổng kết lại thì nàng nào đang muốn dưỡng trắng cho da thì các bạn nên chọn một cái loại kem chống nắng xịn sò cho mình. Còn đừng có tiếc rẻ cái chuyện kem chống nắng, bởi vì các bạn đã bỏ ra rất là nhiều tiền để mua những cái kem dưỡng về để dưỡng da rồi, nhưng mà sau đấy thì các bạn sử dụng những cái kem chống nắng không phù hợp với làn da chẳng hạn, ở đấy thì nó cũng làm cho công sức của các bạn nó đổ sông đổ bể hết. Nên là nhớ là muốn dưỡng trắng thì nhất định phải chống nắng nha. Sai lầm thứ hai của các bà đấy chính là chủ quan, là khi mà mình đã chống nắng rồi thì mình không cần phải che chắn cái gì nữa. Đấy là một cái quan điểm cực kỳ là sai lầm luôn. No 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 nha. Các bạn nên sắm khẩu trang này, sắm áo chống nắng này, và bạn nào có tiền thì mua cái áo chống nắng của Uniqlo thì càng tốt, càng xịn. Mình sẽ cho các bạn xem full combo của mình khi mà đi ra ngoài đường nhá. Đầu tiên là phải chống nắng, thứ hai là phải đeo khẩu trang. Bây giờ là cái thời Covid, đi đâu cũng phải có khẩu trang rồi đúng không? Phải đeo khẩu trang vào. Thì nhưng mà các bạn biết là cái lý do mà tại sao da của chúng ta không đều màu không? Quên mất cái chán, thôi đi ra ngoài đường á. Thôi phải như thế này này, trông thì hơi tợn một xíu nhưng mà không sao các bạn ạ. Mình chỉ lòi hai cái mắt ra thôi, còn mắt nữa, để chống nắng cho mắt. Cái này là kiểu kính chống tia UV mọi người nha. Đó, tay chân nữa bôi hết rồi. Nhưng mà đừng bao giờ quên mặc áo chống nắng nha. Đi ra ngoài đường kiểu ninja lít đó mọi người. Đi ninja lít nữa thì kiểu đúng chuẩn luôn. Đấy, tiếp theo không thể thiếu, ví dụ mặc váy thì có cái đục. Bây giờ là thời corona mọi người ạ, phải che chắn từ đầu tới chân như thế này, vừa chống được virus lại vừa giúp da trắng hơn nữa. Đấy, nhớ nhá, đi ra ngoài đường phải full combo như thế này nha. Ok, vui thế đủ rồi. Chúng ta sẽ quay lại với cái sai lầm thứ 3 nha. Cái sai lầm thứ 3 đấy chính là khi mà các bạn sử dụng kem dưỡng nhưng các bạn không chú ý đến bảng thành phần của nó. Các bạn chỉ quan tâm đến bà A, bà B, bà C này quảng cáo cái này tốt lắm, dưỡng trắng tốt lắm. Thế nhưng mà thực chất thì có một số loại kem dưỡng được quảng cáo rất là thần thánh, làm trắng này nọ. Thế nhưng mà những cái hoạt chất dưỡng trắng nó chỉ ở cuối bảng thành phần, nó có rất ít. Các bạn hãy nhớ những cái hoạt chất làm dưỡng trắng sau đây nhé. Đầu tiên đấy chính là niacinamide. Niacinamide là một cái hoạt chất dưỡng trắng khá là mạnh mẽ cho làn da của các bạn, nhất là những cái làn da mà còn đốm nâu. Còn Chloe sử dụng cái sản phẩm nào thì đối với da mặt, Chloe đang sử dụng cái Jua Niacin này. Niacinamide 5% giúp da của mình nó sáng hơn. Và mình thấy là cái em này các bạn kiên trì sử dụng khoảng tầm 3 tháng các bạn sẽ thấy da đều màu hơn và đẹp hơn. Hoạt chất tiếp theo giúp da của bạn trắng lên đấy chính là vitamin C. Vitamin C là một chất giúp loại bỏ những cái đốm nám khá là tốt và là một chất chống oxy hóa cực kỳ là mạnh mẽ. Thế nên nếu các bạn đang băn khoăn không biết dùng gì thì có thể sử dụng vitamin C. Các bạn có thể sử dụng vitamin C cái loại CC Milano của Nhật Bản ấy, và có thể là kết hợp thêm đường uống, có thể là uống vitamin C. Tuy nhiên là cái việc uống vitamin C thì mình cũng sẽ nói luôn với các bạn, các bạn uống nhiều và lạm dụng vitamin C uống trong cơ thể ấy, thì các bạn sẽ dễ bị sỏi thận nha. Thế nên là khi mà sử dụng vitamin C thì lưu ý đầu tiên là phải uống thật là nhiều nước. Cái thứ hai là không được sử dụng trong một thời gian quá dài, thế là mình chỉ dùng theo đợt thôi. Thật ra thì mình mê cái kiểu mà bôi hơn, bôi thì nó sẽ kiểu an toàn hơn. Tuy nhiên bôi thì nó cũng có một cái nhược điểm, đấy chính là các bạn phải chống nắng toàn diện giống như mình vừa nói ấy. Không thì vitamin C kỳ bắt nắng mọi người, nhớ nha. Thành phần tiếp theo đấy chính là kojic acid. Và cái kojic acid này có thể là giúp da của bạn trắng lên. Và có một cái sản phẩm mà mình đã giới thiệu cho các bạn rồi ấy, đấy chính là sản phẩm tắm kojic acid. Thì mình có thể là kết hợp thêm vào cái ngoài cái thức bôi thì mình có thể tắm bằng những cái sản phẩm mà có cái kojic acid này. Thì mình rất là hay dùng và mình cũng giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm đó rồi, các bạn có thể tham khảo lại nhé. Và cái hoạt chất dưỡng trắng tiếp theo đấy chính là alpha lutein hoặc là glutathione. Và cái glutathione thì thôi đang sử dụng cái của cái body lotion, nghĩa là dùng cho body ấy, của nhà Buffet, dùng cũng khá là ổn áp đó mọi người.
Tiếp theo thì mọi người có thể sử dụng thêm viên uống trắng da, thì mọi người có thể là tham khảo cái viên uống trắng da của DHC thì nó cũng sẽ hỗ trợ phần nào giúp da của bạn nó sáng lên nha. Ok, sai lầm tiếp theo khiến da của bạn không trắng lên được đấy chính là các bạn không kết hợp. Không kết hợp ở đây là gì? Có nghĩa là các bạn chỉ sử dụng đơn phương có một sản phẩm thôi và không có kết hợp là chống nắng, không có kết hợp là dưỡng này dưỡng nọ. Đấy, các bạn một là các bạn sử dụng dưỡng trắng thôi, hai là các bạn chỉ sử dụng uống viên uống trắng da thôi, thì nếu mà các bạn chỉ sử dụng đơn phương một phương pháp thì mình thấy là nó mang lại cái hiệu quả không cao. Và riêng đối với mình thì mình thấy là khi mà mình kết hợp chống nắng này, mình kết hợp đường bôi, mình kết hợp đường uống thì da của mình nó sẽ lên tông rất là nhiều. Thế nên nếu mà các bạn đang muốn da của mình trắng lên thì nên kết hợp rất là nhiều yếu tố với nhau để là da của mình đẹp hơn nha. Vậy là mình đã tổng hợp cho các bạn 4 cái sai lầm mà mọi người thường hay mắc khi mà mọi người dưỡng trắng da. Và mình hy vọng là những cái kinh nghiệm của mình thì có thể là giúp các bạn trở nên xinh đẹp hơn và da trắng hơn. Để ra Tết thì chúng mình có thể diện những cái bộ cánh rất là xinh đẹp, thì mà mặc váy ngắn một chút thì cũng xinh đúng không? Và nếu mà các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe channel của mình nhé. Bởi vì mình sẽ trở lại những cái video hữu ích hơn dành cho mọi người. Và cũng đừng quên follow Instagram, TikTok và Facebook của Chloe nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye.